Kính thưa quý vị, có thể nói chưa bao giờ mà ngành bất động sản lại có nhiều cuộc họp bàn tháo gỡ khó khăn nhiều như 6 tháng qua. Ngay trong những ngày làm việc đầu năm đã có hàng loạt các hội nghị, nhiều nghị quyết đã được chính phủ ban hành. Mục tiêu là giải quyết vấn đề của thị trường bất động sản đóng băng, ngăn các hệ lụy dây chuyền và những bước đi này hứa hẹn như thế nào đến thị trường bất động sản. Mời quý vị sẽ đến với phần trình bày tiếp theo của biên tập viên Thu Hiếu. Cảm ơn anh Fanny. Kính thưa quý vị, ngành bất động sản đang đóng góp 11% GDP. Nhưng thống kê mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy gần 40% doanh nghiệp địa ốc đã phá sản trong năm 2022 vì khó khăn dùng tiền, giá nguyên vật liệu leo thang, cũng dư thừa so với nhu cầu và thị trường thiếu minh bạch. Bốn nguyên nhân lớn này đã khiến chính phủ phải tổ chức rất nhiều những cuộc đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn. Trong tháng 1 năm 2023, thị trường bất động sản đối mặt với nhiều khó khăn về thanh khoản, dòng tiền, trái phiếu doanh nghiệp. Những yếu tố này khiến giao dịch bất động sản giảm, nhiều dự án ngừng trệ do đói vốn. Trong lúc mà thị trường đang khó khăn không bán được hàng mà bắt buộc phải huy động những cái nguồn vốn khác để có thể mua lại cái trái phiếu đó trước hạn thì nó dẫn đến cái việc là các cái tập đoàn bất động sản họ bị tắt cái nguồn vốn, không thể triển khai được cũng không thể bán hàng. Chủ đầu tư họ không có hàng ra bên ngoài thì họ sẽ không có chạy truyền thông và nó tạo ra được một cái thị trường nó rất là tương đối khá là ảm đạm. Các doanh nghiệp bất động sản đang bước vào giai đoạn thay đổi phương án kinh doanh, thu hẹp quy mô, giảm nhân lực. Nhiều doanh nghiệp phải hoãn các dự án đang triển khai vì không gánh nổi áp lực lãi suất. Chờ tới tháng 7 năm 2024 khi mà luật mới chúng ta chỉnh sửa các luật thì lúc đó doanh nghiệp có chịu nổi trong cái thời gian 1,5 năm này nữa không? Thành ra đây là cái vấn đề quan trọng nhất của chúng tôi đang cần hiện nay là về duyệt pháp lý càng nhanh càng tốt cho các dự án. Ngoài ra, bất động sản có liên quan trực tiếp đến 35 ngành nghề khác, tác động mạnh đến chuỗi lao động tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế. Việc dự án bất động sản đứng im sẽ tạo ra ảnh hưởng dây chuyền. Nó chiếm cái tỷ trọng về cái nguồn vốn đầu tư rất lớn, thành ra là cũng ảnh hưởng kéo theo là các chuỗi ngành nghề khác như là cung ứng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, sản xuất kèm theo các cái chuỗi liên quan đến kinh doanh bất động sản. Nói chung, nói riêng thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Cú sốc của thị trường bất động sản trong gần 2 năm qua, một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về sự thiếu đồng bộ về chính sách, thiếu giải pháp cân bằng cung cầu thị trường và thiếu những công cụ cần thiết để điều chỉnh dòng vốn cho phù hợp.